Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Sau cái clip ngày hôm qua thì anh em cũng đã thấy cái sức mạnh của bộ Witcher vào giai đoạn late game khi mà tôi chuyển qua Counter và bộ Warrior. Witcher ăn ngon Warrior, ngon lành luôn đấy, vào giai đoạn late game. Tuy nhiên là đấy là cái giai đoạn mà chúng ta lên được level 10 và chúng ta chuyển bài level 10. Đánh theo kiểu là đánh một cái bộ khác, sau đó chuyển qua bộ Witcher để Counter vào cái bộ Warrior vào giai đoạn late game. Đấy, thì cái cách chơi nó là như thế. Và sau cái clip ngày hôm qua thì cũng có rất nhiều các cái câu hỏi của anh em đặt ra cho tôi, hỏi tôi về cái việc là nếu mà chơi Witcher và cái late game nó ok như thế, thì nếu mà chúng ta xây dựng cái bộ Witcher, xây dựng từ đầu thì sao, liệu rằng là có ok không. Đấy, và nếu mà chúng ta xây dựng một cái cách mà chuẩn chỉ nhất, đấy, chuẩn mực nhất, đánh cẩn thận, lăn lót, mẫu mực khi mà xây dựng cái đội hình đó, thì liệu rằng chúng ta có quá sợ những cái đội hình khác ở cái giai đoạn đầu và giữa game không? Đấy, thì hôm nay tôi sẽ thử chơi cái cách là chúng ta sẽ xây dựng từ đầu anh em nhé. Xây dựng một cái cách mẫu mực chuẩn chỉ, ra gì chơi đấy. Đấy, ra bất cứ một cái gì chơi cái đấy, tận dụng bài để có thể là form đủ cái bộ Witcher vào cái giai đoạn sớm nhất có thể anh em nhá, chứ không phải là chuyển bài vào giai đoạn late game nữa, không phải là lên level 10 rồi chúng ta mới chuyển bài nữa mà chúng ta sẽ form cho đến khi nào mà chúng ta chuyển được bài sớm nhất có thể. Đấy, tức là tôi sẽ mua là những cái con gì, là sẽ thứ nhất là gì, ở trong kho tướng là để sẵn những cái con Witcher, những cái con thuộc cái bộ Witcher này. Thứ hai là gì, là chúng ta sẽ mua luôn những cái con ví dụ như Tabu Witcher. Đấy, là chúng ta sẽ mua từ đầu luôn nha, chúng ta không chuyển theo cái kiểu là late game chuyển để counter đối thủ nữa mà chúng ta sẽ chơi là gì, là chơi luôn cái bộ đấy để xem là đánh với những cái bộ khác nữa. Ngoài cái bộ Warrior ra thì ở trong cái meta này khi mà chúng ta phải chiến đấu với những cái bộ khác thì liệu rằng chúng ta có thể chơi cái bộ Witcher một cách ngon lành không? Đấy, thì hôm nay tôi sẽ thử chơi luôn nha anh em nhá. Đấy, và tôi sẽ chơi một cái cách là chuẩn chỉ nhất, cẩn thận nhất có thể. Rồi, ok. Đầu game khởi đầu cũng rất là tốt. Đấy, ra được một con 2 sao. Đó là một cái khởi đầu tốt. Đấy, và nếu mà khởi đầu tốt như này mà tí lửa toang thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái bộ Witcher là nó không mạnh nha anh em nhá. Tức là nó sẽ không lên chơi ở cái meta này. Và chúng ta chỉ có thể là chuyển bài thôi, chuyển bài và để counter đối thủ thôi. Chứ còn nếu mà chơi kiểu chơi xây dựng từ đầu thì là không lên. Đấy, nếu trong cái trường hợp mà chúng ta toang. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta không toang thì có nghĩa là chơi được nha anh em nhá. Và cái trận này thì tôi cũng xây dựng đội hình test cũng như là vào chiến đấu một cái con game ở cái mức rank queen. Đấy, thì anh em yên tâm về cái độ thực tiễn của nó. Và thực tiễn này là thực tiễn ở trong rank anh em nhá. Đấu rank. Đấy. Rank queen là mức rank cao nhất rồi, nên là anh em yên tâm vào chơi rank. Đấy, còn các anh em mà chơi custom thì chơi cái bộ nào cũng thế thôi anh em ạ. Anh em có chơi cái bộ meta hay là không meta thì anh em cũng toang thôi. Thế nên là anh em không cần phải bắt bẻ cái câu chữ là vào custom để mà chiến đấu làm cái gì cả nhá anh em nhá. Đấy, rank với custom thì đương nhiên là nó sẽ khác nhau. Anh em vào custom mà anh em đánh thua và anh em mất tiền thì đấy là do anh em thôi, chứ không phải do tôi anh em nhá. Đấy, thế nên là anh em, nếu mà anh em không chơi thì anh em không mất tiền, còn anh em chơi, anh em vào anh em chơi anh em mất tiền thì rõ ràng là do anh em. Chơi custom thì có khác gì là chơi cờ bạc đâu anh em. Đấy, trình độ thì như nhau rồi, chỉ có hơn nhau ở cái chỗ là ai may mắn hơn thôi. Mà ai may mắn hơn ấy thì nó giống như một cái trò đỏ đen vậy. Đấy, mà trò đỏ đen ấy thì ai không chơi thì người đấy là người chiến thắng anh em nhá. Đấy, đấy là cái câu chốt của tôi. Thế là anh em mà chơi cốt tầm thì anh em đừng bao giờ anh em vào anh em hỏi tôi là vào cốt tầm thì chơi gì để mà ăn tiền được người ta hả anh. Đấy nhá anh em nhá. Đấy, đừng bao giờ hỏi tôi cái câu đấy. Và cũng gửi thêm các anh em câu này: tiền không tự sinh ra và tự mất đi anh em nhá, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác thôi. Và đa phần ấy là nó sẽ chuyển vào túi của nhà cái nha anh em nhá. Không bao giờ sai luôn. Đấy, anh em cứ ngẫm lại mà xem. Tôi nói chỉ có chính xác thôi. Đấy, rồi, chúng ta sẽ bắt đầu con game ngày hôm nay. Khởi đầu tốt đẹp. Đây rồi. Vậy là chúng ta thiếu một con Warrior à? Hiện tại là vẫn chưa đủ 6 con Warrior đúng không? Ok, nhưng mà vẫn sẽ up cấp lên để giữ cái chuỗi này. Được chưa?
Có đúng một cái con 2 sao thôi, nhưng mà vẫn có thể chơi được với cái bộ Warrior ở cái giai đoạn đầu game. Bộ Warrior đang là meta, chúng ta có thể dựa vào cái bộ Warrior này để xây dựng cái bộ Witcher. Đấy, đá qua một cái bộ meta, sau đó chúng ta chuyển về cái bộ Witcher xem nào. Chơi bộ meta thì cứ yên tâm là nó sẽ rất là khỏe. Cái bộ Warrior là cái bộ mà đang meta, chính vì thế là nó không chỉ mạnh ở giai đoạn cuối game mà thậm chí là giai đoạn đầu và giữa game nó khá là mạnh. Có thể giữ được cái chuỗi chỉ với một cái con tướng 2 sao thôi. Chúng ta đã có chuỗi rồi. Ok, và chúng ta đủ bộ luôn. 6 Warrior. Lên được thêm một con Sandbow Exit, lên được 2 sao nữa. Quá tuyệt vời. Được chưa? Ok đấy. Đồ chắc là để người con Doom thôi anh em ạ. Đồ này chủ yếu đồ tăng mana thì cũng chả cần phải cho người con khác làm gì cả. Con Doom là cái con cần tăng mana nhanh nhất. Ok. Đấy, nó Doom là cái người con Evil. Con Evil nó sẽ không thể tung được chưởng. Thay chiếc Clay à? 6 Clay rồi này. Ai chà, cũng 6 Clay đấy. 6 Clay à? Già. Velomancer ra sớm à? Ôm hơi nhiều nhỉ. Thực ra chuyển từ Warrior sang Witcher thì nó cũng có thể chuyển được luôn, mà chúng ta không cần phải chuyển sang Beast đâu. Beast chuyển sang sang Witcher thì nó hơi lằng nhằng. Nếu mà ra Unicorn sớm thì chơi thế cũng được, còn nếu mà không ra thì chắc là thôi. Chả cần phải chuyển qua như thế nó hơi lằng nhằng anh em ạ. Thay vì thế chúng ta có thể đẩy cấp sớm, kiếm một cái con Evil 2 sao là được rồi. Shadow Evil 2 sao là có thể yên tâm luôn, đẩy cấp lên. Bởi vì thế này này, cái con Evil Shadow Evil ấy, bây giờ nó cái cơ chế mới của cái bộ Witcher. Đây này, Witcher là đủ bộ rồi nhá. Đấy, Witcher là đủ bộ rồi đây. Nhưng có một cái vấn đề đấy là nếu mà bỏ vào thì bây giờ rất yếu. Bây giờ bỏ Witcher vào thì khá là yếu. Lên 7 không được. Chiêu tầm này chắc là vẫn để Warrior thôi anh em ạ. Giờ xem là tôi sẽ bán cái con gì đi. Tạm thời thế này thôi anh em nhé. Còn cái con ơ kìa, thua này. Ra ngoài thua rồi. Mất chuỗi luôn à. Gặp thằng thằng 6 Exit đúng không? 6 Exit. Bây giờ đang là mất chuỗi rồi thì thôi kệ đâu. Cũng chưa cần phải chuyển vội. Cái con Grand Herald thì tí nữa mua lại cũng được. Bây giờ cũng chưa chuyển được luôn nên là tôi cũng không mua Grand Herald làm gì cả. Tí nữa có thể kiếm bất cứ con Wizard nào vào kích hệ được mà. Chủ yếu nó là mấy cái con Witcher này nó phải lên 2 sao này. Đấy, nó không lên được 2 sao thì chúng ta sẽ không thể chuyển được đâu. Tạm thời vẫn sẽ phải là để cái bộ Warrior ở trong đội hình. Tại sao cái con Shadow Evil nó lên được 2 sao mà nó lại có thể gánh được? Thì với cái cơ chế mới của cái bộ Witcher ấy, nó tăng sức mạnh của cái con Shadow này lên. Cơ chế mới là nó sẽ biến toàn bộ những cái con ở trên bàn cờ nó biến thành Demon hết. Đấy, ví dụ anh em có 8 cái con ở trên bàn cờ, 80 quân cờ, tức là ở level 8 đấy, thì tất cả 80 con đấy nó sẽ biến thành 8 con Demon. Còn cơ chế ở ngay trước update thì nó không như thế anh em nhá. Ngay trước update thì nó tính là cái con tướng thuộc tộc Demon nó mới được hưởng cái hiệu ứng của con Shadow. Nó cũng có cả những cái cơ chế thay đổi về cái bộ Witcher nữa. Tức là cái bộ Witcher ngày xưa ấy, thì tất cả các cái con tướng ấy nó sẽ chuyển hết sang sát thương chuẩn. Tất cả các sát thương từ đánh tay của các cái con tướng ở trên bàn cờ này, đấy, đam tay,
đam đánh tay, rồi sát thương đến từ những cái skill của những con tướng, nó đều là sát thương biến thành sát thương chuẩn hết. Thì bây giờ nó không như thế. Bây giờ thì chỉ có cái hiệu ứng là biến những cái con tướng ở trên bàn cờ thành demon được hưởng cái hiệu ứng cộng phần trăm sát thương chuyển hóa thành sát thương chuẩn từ demon thôi, chứ còn không có biến cái sát thương thành sát thương chuẩn xuyên giáp như ngày trước nữa. Đấy. Anh em hiểu không? Giải thích hơi khó hiểu nhỉ. Thực ra nếu mà anh em hiểu về cái bộ demon và cái bộ Witcher cũ ấy, thì anh em mới hiểu được cái bản chất của cái việc cộng đam thêm. Lấy ví dụ nha, như ngày trước ấy, nó là chuyển hóa tất cả thành sát thương chuẩn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà anh em có kết hợp 4 Witcher trong đội hình rồi ấy, thì là khi anh em có 100 đam nha, cái con tướng bình thường của anh em ấy, nó có 100 đam, thì 100 đam đấy nó sẽ chuyển hóa thành sát thương chuẩn. Và với cái hệ trước update ấy, nó là cộng 80% so với cả cái lượng đam bình thường. Đấy, ví dụ anh em 100 đam có nghĩa là anh em gây được 80 đam nha anh em nhá, anh em gây được 80 đam xuyên giáp luôn. Đối với cả những cái con không thuộc tộc demon thì nó sẽ là như thế. Còn với những cái con thuộc tộc demon ở cái meta cũ ấy, chưa update ấy, thì nó ngoài cái việc là chuyển hóa 100% cái lượng sát thương của anh em, tức là ví dụ cái con demon nó là 100 đam chẳng hạn, thì nó sẽ được cộng thêm là gì, 50% cái lượng đam gây sát thương chuẩn. Tức là cộng 50 đam đấy, cộng 50 đam sát thương chuẩn đã. Sau đó là cái 100 đam đấy nó cũng tính là 80 đam, giống như là những cái con tướng mà không thuộc tộc demon ấy sẽ là 80 đam. Vậy là nó sẽ gây ra là gì? Là 50 đam cộng thêm cộng với cả 80 đam sát thương chuẩn. Đấy. Thì nó sẽ ra được là 130 đam và nó là sát thương chuẩn. Anh em hiểu chưa? Đấy, còn sang cái meta mới này thì nó lại thay đổi cái cơ chế của cái bộ demon. Nó thay đổi cơ chế của bộ Witcher luôn. Thì nó sẽ là như này. Anh em hiểu được cái trước rồi đúng không? Bây giờ tôi giải thích đến cái gây đam của cái con tướng demon ở trong cái meta mới, ở trong cái bộ Witcher nhá. Thì bây giờ ấy, nó sẽ chuyển hóa tất cả thành demon. Đấy, tức là từng cái con tướng demon đấy nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng demon luôn. Và cái hiệu ứng demon ấy là có bao nhiêu cái con tướng demon ở trên bàn cờ thì sẽ mỗi cái con tướng demon đấy sẽ cộng 10% đam. Đấy. Nếu mà chúng ta có 8 con, chúng ta sẽ được cộng 80% đam nha anh em nhá. Còn cái sát thương đánh tay ấy, bây giờ ấy, nó vẫn là sát thương vật lý. Đấy, và sát thương phép nó vẫn là sát thương phép nha anh em nhá. Sát thương skill, nếu mà là sát thương phép thì nó vẫn là phép. Chứ nó không chuyển thành sát thương chuẩn nữa. Đấy. Và cái cách tính đam bây giờ thì nó không phức tạp như ngày trước. Nó sẽ tính thẳng luôn, tức là nếu mà chúng ta có 8 con, chúng ta sẽ được cộng là 80% đam vào cái 100% đam đấy. Tức là nếu mà chúng ta có 100 đam ấy, chúng ta sẽ được cộng là thêm là 80% đam của 100% đam đấy. Đấy, và cái 80% đấy nó sẽ là sát thương xuyên giáp nha anh em nhá, sát thương của demon. Đó, nó sẽ có khác cơ chế. Tức là anh em, ngoài cái việc là anh em gây ra 100 đam và nó sẽ bị giảm bởi giáp, thì anh em sẽ cộng thêm là gì? Là 80% xuyên giáp ở cái mức level 8 nhá. Còn ở cái mức level 10 ấy, thì nó sẽ là 100% đấy anh em. Và cái cách tính mới ấy, cái cách tính mới thì toàn bộ những cái con tướng ở trên bàn cờ, bất cứ nó thuộc cái tộc nào, không phải là tộc demon hay tộc demon, thì nó vẫn sẽ có một cái cách tính nó như nhau nha anh em nhá. Đấy, nó tính như nhau. Còn ở cái ngày trước ấy, ở meta cũ thì nó tính khác nhau. Những cái con demon nó sẽ tính khác, mà những cái con mà không thuộc tộc demon nó sẽ tính khác, mặc dù là nó đều là sát thương xuyên giáp. Đấy. Anh em hiểu chưa? Rồi, và bây giờ tôi đã form được cái bộ đấy rồi nha anh em nhá. Trông hơi lèo khèo một tí. Nhưng mà anh em thấy là ở level 8 là cái con Shadow, mặc dù nó chỉ có một sao thôi, nhưng mà nó lại xòe được rất nhiều tia. Đấy. Thì cái cơ chế nó ảnh hưởng đến cái sức mạnh của con Shadow. Ok. Blink cho con khác đi. Tầm này tại sao lại thua? Bởi vì là đồ nó đang chấp đồ anh em ạ. Đang chấp đồ xanh dương. Ở round 15 là gần như là chúng ta không có đồ xanh dương rồi. Đấy. Giai đoạn đầu thì tôi cũng khá giữ máu đấy. Nhưng mà cái tầm này bắt đầu mất máu, trượt máu khá là nhiều đấy.
Và hiện tại là vẫn chưa ra được con Fallen Witcher lên được 2 sao này. Và con Shadow cũng không thể ra thêm con nào nữa. Hai cái con có chính bây giờ là mới có 1 sao thôi. Trận này có 9m này, có Aegir Seed luôn, có Shaman luôn anh em ạ. Ừ, vãi đái, nhiều line up thế. Bắt đầu thua. Hai con Bad Omen à. Bad Omen cho vào có Warlock. Được không? Được. Nó sẽ là 4 Warlock đánh ở level 9. Trận này rất nhiều line up khác nhau anh em ạ. Nếu mà chúng ta chơi, chúng ta sẽ được test đội hình với rất nhiều cái line up khác nhau. Chúng ta sẽ test được một cách rất là triệt để ở trong trận đấu này, để xem Witcher nó ăn được cái bộ nào và thua cái bộ nào, liệu rằng có chơi được không. Đấy, beat này này. Gần như là có hết nhá. Gần như là có hết luôn. 6 beat. Chúng ta sẽ gặp beat. Chúng ta sẽ gặp Aegir Seed. Chúng ta sẽ gặp Shaman. Rất nhiều những cái line up khác nhau. Thậm chí là có cả cửa nai luôn để chúng ta gặp luôn. Chúng ta sẽ... Ôi! Gặp thằng Beat mất 19 máu ạ. Thề. Không phải là tin nổi luôn đấy. Sắp đi lời này. Vai. Từ cái top 1 đang nhiều máu nhất, bây giờ tụt một phát xuống top 7 đến nơi rồi. Mà nhưng mà cái dấu hiệu mà tụt máu tiếp theo là nó sẽ vẫn tiếp tục ấy, nó sẽ không dừng lại đâu. Sợ thật đấy. Mới có mấy round thôi, mới đến round 20 bắt đầu tụt máu đến còn có 48 máu rồi. Giờ lên được cái con Fallen 2 sao, Shadow 2 sao thì mới được. Và quan trọng là đồ nữa. Đồ giờ trông hơi chán. Vô lần lên được 2 sao rồi này. Gương à? Giáp. Gương ngon hơn đấy. Gương này nó gây đam nữa anh em ạ. Mà trông vẫn đuổi lắm. Bốn Warlock vậy này. Được không? Fallen Witcher bây giờ lên 2 sao. Bình thường ở meta cũ thì có thể nói là yên tâm rồi đấy. Mà meta mới thì chưa biết. Ui rồi ôi. Chán đời luôn. 9m à. Ui toàn hóa. Phải cứt lại Fallen không kịp hóa luôn. Hỏng rồi anh em ơi. Vãi đái. Hai con Thunder ở round 21. Hai con Thunder 2 sao. Chịu. Quá to. Sắp đi lơi rồi anh em ạ. Trận này có khi phải có Storm Shaman. Storm Shaman này để counter vào cái bọn mết này. Nếu con Storm Shaman nó tung trưởng sớm ấy thì nó sẽ silence được. Thậm chí là chúng ta có thể chơi 4 đỏ. 4 đỏ kết hợp với cả 4 Warlock. 4 đỏ kết hợp với 4 Warlock đánh ở level 10. Đội hình là bây giờ là phong chuẩn rồi đấy nhá. Cắt chuỗi được thằng này không? Rồi. Được.
Cái con Shadow ấy nó lên được 2 sao là nó gánh được rồi anh em ạ. Đấy, tức là chúng ta sẽ phải form chuẩn cái bộ này lên được Shadow 2 sao và Full Witcher 2 sao. Và càng lên được level cao thì càng tốt. Còn 39 máu. Bình thường ở meta cũ thì như thế này nó là khỏe lắm rồi đấy anh em ạ. Trong meta cũ là như này là khỏe rồi. Bây giờ có khi là lên 10 anh em ạ. Tôi nghĩ là lên 10. Bán cái con này đi. Tiết kiệm tiền lên 10 luôn. Sẽ là 4 Warlock kết hợp với cả 4 đỏ. Đấy, Shaman này. Ơ kìa. Hỏng hẳn luôn. Ôi giời ơi, không hóa được đấy. Chết rồi, đầy nhiều quá. Lại còn có 25 máu. Rõ ràng rồi. Yếu anh em ạ. Bộ này chỉ có lên là chuyển vào giai đoạn late game thôi. Lên chuyển vào giai đoạn late game thôi. Đánh đến form như này rồi mà vẫn còn yếu ạ. 4 đỏ kết hợp với cả 2 Warlock rồi. Ra được hết full 2 sao rồi. Bad Omen bây giờ lên được 2 sao rồi nhá. Mà vẫn còn thua nữa thì tôi chịu luôn đấy. Thề. Bình thường là nếu mà như này nhá, form được đội hình như này ở meta cũ ấy, là cứ tà tà mà lên 10 thôi. Nhẹ nhàng tình cảm là lên 10 dần thôi. Thậm chí là giữ 50 tiền lên 10. Không phải vội vàng gì cả. Thế nhưng mà bây giờ meta này thì trông có vẻ toàn quá nhở. Đấy, lại gặp Exit, không biết ăn nổi không. Thua thằng Shaman rồi nhá, đừng bảo thua lốt thằng này nhá. Ôi tôi chết rồi anh em ơi. Đúng thật. Trông giống như là bị đẩy nhiều luôn ấy. Không phải là chỉ có thua không đâu. Ôi dồi, chết rồi. Ui dồi, 3 máu ạ. Cái quả vừa rồi nó đẩy 22 máu luôn. Hỏng rồi. Top 8 luôn ạ, thề. Thậm chí là cái thằng có chuỗi thì nó bị mất chuỗi bởi một cái người khác nha anh em nhá. Và cái thằng có chuỗi đấy nó chơi Knight và nó bị mất chuỗi của người khác. Tôi không cắt được chuỗi của thằng Knight luôn. Xì đà. Bịp thật sự anh em ạ, game bịp rồi. Witcher ơi là Witcher. Nhìn cái đội hình như này nhìn trông tưởng là to nhưng mà cuối cùng là thua hết ạ. Gặp thằng nào bị đấm thằng đấy luôn. Dã man. Thế trông giống như là còn 3 máu ấy, đi luôn không nhỉ. Bây giờ lọt một con là đi rồi. Sợ thật sự ấy. Thề. Game bịp. Bịp quá đi mà thôi. Round này là lên được 10 này. Thôi nhá, thế này là mắc binh rồi nhá anh em nhá. Mạnh lắm rồi đấy. Shadow bây giờ là tung cái skill là tối đa rồi. Sức mạnh tối đa rồi. Không thể mạnh hơn được nữa rồi. Cấm đánh đây. Bây giờ con Shadow là nó có thể phọt trưởng cực kỳ mạnh rồi. Thế mà rồi cuối cùng vẫn thua nữa thì thôi tôi chịu luôn đấy. Bây giờ chỉ đủ tiền đổi đồ tím thôi anh em ạ. Đồ cam thì bây giờ không đổi được. Nó phá hơi nhiều. Dấu hiệu bão hay là búa bình minh đây. Tôi nghĩ là lấy búa bình minh. Cảm giác đam nó hơi bé anh em ạ. Full lần Witcher đang thiếu cái kiểu gì. Thiếu đam. Dồn đồ chắc là thôi bây giờ dồn hết cho full lần thôi nhỉ. Cảm giác yếu quá thì mất thôi. Đánh không phê cho lắm. Ngày trước mà đội hình như này là khỏe lắm rồi đấy. Nhưng mà bây giờ trông chán nhỉ. Chán đời thật. Shadow anh em nhìn cái trưởng con Shadow đây. Gặp 9 xin. Ăn được không? Hay quá. Ô thằng 9 xin này đi rồi. 9 xin này đi rồi. Hay. Hay quá anh em ơi. 9 xin con ốc bà mà tôi thịt được nó. Thế là ok rồi đấy. Rồi tự nhiên lại ra con đát. Thế thì cũng ngon. Full Witcher bây giờ cầm khá là nhiều đồ gây đam. Nhưng mà trông có vẻ như là hóa hơi chậm. Và khi mà hóa bắn nó cũng hơi chậm cơ. Không biết là có phải là lép không nhỉ. Là lép ngầm gì không mà sao tôi cảm giác con Fallen Witcher này nó bắn
và nó hóa nó cũng thấy cảm giác nó hơi delay kiểu gì ấy, anh em ạ. Nó không như được cái ngày trước. Ở trong cái trận ngày hôm qua thì tôi không chơi con này lên 2 sao nên tôi không có cái cảm giác gì. Nhưng mà trận này tôi chơi con này lên 2 sao tôi thấy là nó khá yếu so với ngày trước. Trông không giống ngày trước lắm. Hình như là tốc độ đã bị giảm đi kha khá rồi. Đánh rất chậm. Mặc dù đồ là có búa sét đấy chứ. Gương, búa bình minh đều là những cái món đồ gây đam mà sao đánh chậm đấy nhỉ. Ui, gặp Exorcist là hay. Toàn không? Gặp lại Exorcist này. Không bạn ơi, lần này nhìn trông không giống. Không giống toang. Hay. Ôi, giết được một thằng Exorcist rồi. Đẩy lại 20 máu luôn mà. Trông nó cũng hợp lý ấy chứ nhỉ. Đội hình này lên level 10 rồi. Khá ổn đấy chứ. Được, để xem nào. Có nhà bán trưởng đúng không? Hai nhà. Rồi, sẽ phải có cái này. Bây giờ có vẻ như là chúng ta sẽ khá là sợ với nhà 9m đấy anh em ạ. Trên này có một cái nhà là Mết Sama này. Một nhà 9m. Ui ôi anh em ơi. Vậy là cái trận này nhá, 10, à quên, nhầm, không có 10 thằng. 8 thằng. 8 thằng thì cả 8 thằng chơi mỗi thằng một line up anh em ạ. Có Exorcist này. Có Beat này. À, có đây là Beat. Đúng không? Có Beat, có Exorcist. Có Saman, Mết Saman có 9m. Có cửa nai. Dã man thật. Có Witcher luôn. Mỗi thằng một line up luôn. Không thằng nào chơi là coi như là phải tranh với thằng nào cả. Mỗi thằng một bài luôn. Nó lại hay ho đến như thế chứ lị. Được thật sự. Top 4 rồi, may quá. Vào top 4 rồi này. Nhưng mà cũng chật vật phết đấy anh em ạ. Cuối cùng thì cũng được vào top 4. À, suýt đi top 8. Đánh mà để mà còn có 3 máu mà lật kèo như này thì nói chung là tôi đánh thì đã như thế rồi, thì không biết là các anh em đánh thế nào. Khó anh em ạ. Khẳng định là không chơi được xây dựng từ đầu anh em nhá. Xây dựng từ đầu khó lắm. Đây, 9m đây. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi, đi được không? Được. Hay. Ui trời. Vẫn chưa chết anh em ạ. Ba máu vẫn đang cố gắng. Nói chung là rèn mãi mới ra cái áo mưa đấy anh em ạ. Rèn mãi mới ra cái áo mưa để sống sau sống sót qua những cái thằng mết. Thằng mết Saman vẫn còn, thằng 9m vẫn còn. Thằng cửa nai vẫn còn. Nhưng mà tôi nghĩ là thằng 9m sớm muộn gì cũng sẽ đi thôi anh em ạ. 9m nó sẽ không ăn được Knight. Nó sẽ không ăn được Saman đâu. Saman nó sẽ giải tán cái bọn 9m giúp tôi. Bây giờ sợ 9m hơn sợ Saman. Saman thì có hồi máu rồi, không sợ. Áo mưa với hồi máu này, nó sẽ giúp đánh với cái bọn Saman được. Bọn Saman nó chỉ bắt lạt được chúng ta ở giai đoạn giữa game thôi, chứ còn late game không sợ. Late game đủ đồ ăn hết mà. Cái bộ này cũng là cái bộ chơi late game. Càng kéo về late thì chắc chắn là chúng ta sẽ càng ăn thôi. Bộ này là bộ đánh siêu late mà. Anh em thấy là những cái tia trưởng của con Shadow nó xòe ra rất là rộng. Rất là nhiều tia luôn. Hiện tại chúng ta đang ở level 10 rồi. Nên là cái số lượng tia nó cộng vào là tối đa. Đấy, cộng vào 10 tia. À, có cái giáp xoay tôi nghĩ là sẽ an toàn với cái bọn Saman rồi. Bây giờ có thể là đổi sang một cái món đồ cam. Ok. Đồ cam thôi. À, hộp sọ đẫm máu luôn đi nhà. Lấy cái hộp sọ đẫm máu ấy thì chắc chắn là sẽ đấm được Saman. Sẽ không sợ Saman nữa. Vậy là bây giờ chúng ta chỉ sợ mỗi cái thằng 9m thôi. Nếu mà 9m ra đi thì gần như là chắc kèo top 1 rồi. Clyde thì không có cái cửa gì ăn được cái bộ Witcher cả. Đấy, Clyde giờ yếu ở sư, đánh làm sao được.
Witcher đấm xuyên giáp rồi thì sấp mặt luôn với cái bộ Witcher chứ. Last Sprint lên được 2 sao luôn. Căng kèo thật sự. Người về từ cõi chết à? Sắp có chuỗi rồi đấy. Sắp có chuỗi rồi đấy. Cần ai đây rồi? Rồi sao? Bạn làm gì? Xoay quạt phát coi như là dẹp toàn bộ đội hình địch thôi. Đấy, sau đó là còn lại thì còn mỗi cái con hổ thì rõ ràng là ăn đập rồi. Đấm xuyên giáp luôn. Có chuỗi luôn anh em ạ. Hay quá nhỉ. Chín mét đi đi. Đào này mày phải đi. Ơ, nó chuyển rồi. Thật 9 mét nó chuyển sang. Nó lại sống rồi anh em ạ. Ôi vai đái ạ, thề. Thằng 9 mét nó nhanh thế nhờ. Đúng là cái mức rank đỉnh cao khác anh em ạ. Vai đái thật. Thằng 9 mét quay đi quẩn lại. Vừa mới rao trước nhìn thấy nó 9 mét nó đấm tôi. Nó không đấm được luôn. Bây giờ nó chuyển sang 6 Glacier. Dồn co cho Velomancer rồi. 6 Glacier Kira anh em ạ. Ôi vãi đài ấy. Thề chuyển bài đúng, nó gọi là tầm đỉnh cao. Đánh rank cao nó thế đấy anh em ạ. Đâu phải một mình biết chuyển đâu. Người ta cũng biết chuyển mà. Đấy người ta. Thằng này nó không đấm Saman. Nó chuyển phát sang. Nó lại đấm Saman rồi. Căng thật sự luôn đấy thề. Căng thẳng thế nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta lại gặp Saman. Saman thì vô tư. Chơi được. 6 Saman của chúng tôi. Ồ, như nào. Xong rồi. Ờ. Nhưng mà Cái thằng Glacier gặp thằng Clyde lại bị ăn đấm ạ. Thề. 6 Glacier Velom gặp 6 Clyde. Kẹp với cả 4 Glacier bị đấm á. Thế á. Clyde comeback trở lại rồi à. Sao mạnh thế nhở. Điều thật. Sao một Clyde mạnh thế nhở. Có cái gì hơi sai sai ở đây à, không phải chứ. 6 Glacier Velomancer mà lại thua 4 Glacier kết hợp với 6 Clyde mà co lại là cái con Light Blade Light á. Có phải không? Tôi có nghe nhầm không? Thật sự là như thế sao? Không phải chứ. Ơ sao thế? Thật không? Hơi nghi nhở. Đấm sấp mặt đây này à, thấy hơi điêu điêu. Tôi đang đấm nó sấp mặt đây này. Witcher đấm thì sấp mặt rồi. Nhưng mà cái thằng kia có thể nó yếu hơn thật à. Rồi vậy là thằng Saman cũng sẽ thua. Vậy là Saman thua cả hai luôn. Saman thua cả hai. Còn tôi thì ăn tất. Quá ngon. 3 máu lật kèo ạ, thề người về từ cõi chết là có thật luôn. Kinh khủng thật sự. Tầm này vô tư rồi. Xa man xa miệng các thứ là không sợ nữa rồi. Giờ đổi một món đồ cam nữa hay sao? Nếu mà đổi một món đồ cam nữa thì chắc là sẽ phải vứt cái búa xét. Nhưng mà bây giờ chưa đổi vội. Bởi vì là chúng ta vẫn cần những cái món đồ này để đánh với cái nhà mết. Lai bởi deadline. BKB các thứ đầy đủ chứ. Trông này. Làm sao. Đấm hộ. À đấm đau đấy. Đấm hộ. Ê cẩn thận nha. Lọt một con là đi luôn đấy. Không có lọt đâu. Lọt một con là đi luôn đấy. Rồi. Anh em thấy là tôi đang thắng ở toàn bộ mặt trận luôn. Hai mặt trận đều là đang giành những cái chiến thắng. Bây giờ chúng ta có thể tích 50 tiền luôn cũng được ấy chứ. 50 tiền xong rồi là đưa cái con Fallen này lên 3 sao thôi. Mạnh rồi. Yên tâm rồi đây anh em ạ. 6 Saman kẹp với cả 3 mét vẫn đang coi như là phải chịu số phận rất là hẩm hiu. Khi mà gặp ai cũng thua. Gặp cái con Light Blade Light trong bộ bộ cái này thì nó cũng clear kinh quá. Với tình hình này chắc là solo với cả Clyde late game rồi. Tức là sẽ có một cái cú chuyển bài nhẹ nhàng.
Nó sẽ không phải là 6 đó, à, mà gì nhỉ? 4 đỏ nữa, nó sẽ không phải 4 đỏ nữa mà nó sẽ là 4 spirit. Có Dark Spirit rồi chúng ta sẽ thay Spirit vào để counter vào Glacier thôi. Ok. 4 Warlock kết hợp với 4 Spirit. Late game. Ui dồi ôi, ra sách ạ. Thôi, đổi đồ cao nữa. Sách này không ngon lắm nên là tôi sẽ vứt đi. Lấy cái món đồ cam. Ok. Cướp điên à? Cướp điên cũng ngon. Cướp điên cái liệu cho nhanh anh em ạ. Đam nó sẽ to. Cái liệu cho nhanh. Búa xét à? Đây. Full đam luôn. Để mỗi cái giáp xoay làm đồ thủ thôi. Đây rồi, lại gặp thằng Saman. Mà vô tư, 6 Saman thì cũng thế thôi. Sợ gì đâu. Đát làm hết. Ui rồi, con đát làm hết rồi. Xong rồi, nó ra con đát 3 anh em ạ. Nhưng mà không ăn thua. Có đủ cái lượng hồi máu rồi, đến từ những cái món đồ. Khỏe lắm. Ok. Đây, linh hồn nửa này. Light Spirit đây rồi. Đủ bộ nhá. Đấy. Ngon rồi, ngon lành đấy. Được không? Có cố gắng, có cố gắng, có cố gắng. Ồ ồ ồ. Có cố gắng. Này thì Clyde. Clyde bữa deadline đấm nó sấp mặt luôn. Đẩy nhiều nhiều tí, đẩy ít quá. Rồi vậy là thằng Saman cũng đi rồi. 6 Saman cũng chỉ là một cái tên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu với bọn Clyde. Thực ra là cũng chả cần phải chuyển. Nhưng mà nếu mà để chắc kèo chiến thắng, nó gọi là áp đảo đối thủ thì sẽ chuyển như này. Gần như là chả có cửa gì luôn. Để như thế này là Glacier phế luôn. Đánh vào phát nào là đóng đá phát đấy. Quá ngon. Ê kìa. Đấy đóng đá thôi. Được. Mày, mày, mày. Làm sao? 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 Ơ kìa. Trông có vẻ sao đấm không mất máu kìa. Anh em ơi. Điêu thật. Con follow chờ tôi một đống đồ đam cướp điên, cướp điểm các thứ đầy đủ mà sao đấm cái kiểu gì kìa. Ê. Con có 3 máu thôi. Ôi giời. Tôi chết rồi. Ôi giời ơi, thua. Đẹp thế nhờ. Thế sao lại thua được nhờ. Chỉ biết coi như là nở một cái nụ cười trừ thôi. Chứ còn cũng chả biết là tại làm sao và tại sao lại như thế nhờ. Đẹp thế. Đứng có mẹ nó hình luôn anh em ạ. Thề. Một đống đồ đam luôn. Thậm chí là con live với deadline là còn bị câu sang bên này. Xong rồi cuối cùng là thế nào đấy? Khó hiểu quá nhưng mà thôi. Thật sự là như thế ạ. Thua một cách rất là sida luôn. Thể. Hay là cái bộ Clyde thực sự đã quay trở lại rồi anh em ơi. Liệu rằng có phải là như thế không? Nếu mà như thế thì anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhá. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi.
Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, mời anh em đến với cái bộ siêu đẻ. Đấy, cái bộ siêu đẻ kết hợp với mèo, kết hợp với Insectoid đã quay trở lại rồi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu mà phải nói là vô cùng mãn nhãn khi mà tôi chuyển bài của counter bộ 9 Warrior từ cái bộ God kết hợp với Goblin anh em nhé. Hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.